Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán chiếc Yamaha 494 các bạn. Chiếc này mình bán trọn bộ không anh? Trọn bộ anh. Gồm gì vậy? Bên lòng dàn sới bên bên. Bên lòng dàn sới bên bên ha. Là trọn bộ. Chiếc này mình chạy được nhiêu giờ? 2.552 giờ. Cm mình còn hoạt động không? Nguyên ha. Lá này là mua trong thùng ha. Thùng quá đơn đỏ trong luôn kìa. Chạy đóng phèn cái ấy nhưng mà cái gai này nó còn cao nè. Nhưng mà cái bánh này đóng phèn thì đóng phèn nhưng mà mình anh em xài nhìn biết ha, nó không có bị sét, nó khoảng này là biết. Đó. Đó rồi. Máy bao riêng toàn bộ hết. Bao riêng toàn bộ ha. Đó. Máy thì anh chủ máy là bao riêng toàn bộ ha, bán dàn sới, bánh lòng, bánh bơi. Đó, là cái giá mình nhiêu anh? Để 160 á. 160 ha. Đó. Giá là 160 các bạn. Nói chung là dàn sới, bánh lòng, bánh bơi. Dàn sới ngon anh? Sới đẹp, Tấn Đạt bánh nè. Dàn sới ngon ha. Sới đẹp lắm. Sới dàn sới chế của Tấn Đạt ha. Lúc em mua dàn sới không là 40 triệu đó. À. Này chạy được 2.500. Anh nên dỡ cái lớp máy capo qua cho em coi cái đầu máy coi. Đây các bạn, đầu máy đây ha. Đầy đầy lên luôn anh. Này cái lốc này các bạn, lốc nước sơn zin còn ha. Này, nước sơn zin đang cạnh nè. Cẩu bồ này. Bao zin toàn bộ. Bao zin toàn bộ cho anh em ha. Là giá bán mình 160 dàn sới, bánh lòng, bánh bơi. Đó. Giá này hồi đó là mua là 300 mấy toàn bộ. Đầu không á. Cái đầu không 280 ha. 380 là cái đầu không ha. 379 triệu cái máy đó. Đó. Anh em cần thì alo các bạn. Dỡ cái cabo bên này cho em coi cái máy nha. Đây máy đây các bạn. Máy còn cực đẹp phải không? Là 160 trọn bộ đó phải không? Đó, 160 triệu trọn bộ. Đó. Máy này ghế trên ghế là còn đẹp lắm. Nói chung không mộc thôi. Đó. Là về game luôn ha. Đây, bạn thấy nè, về này là nói chung về chạy xuống cái bánh mà nó còn đóng phèn. Máy còn rất là đẹp các bạn. Bánh lòng của nó đâu anh? Rồi xem cái cẩu bồ nè. Rồi xem cái cẩu bồ nè. Cẩu bồ là chưa có trắng nước sơn nè. Cái này cái nó hai thớt phải không? Ở đây thớt kèm. Với đây. Đó. Đây các bạn. Bánh lòng đây. Đó. Bánh bờ của nó đâu? Bánh bờ của nó kìa ha. Lạ ở đây. Là cũng như là này với cái đó luôn gì? Đây. Đây các bạn. Rồi anh lên ghe tới về lùi cái máy cho em coi cái coi. Anh em cần thì alo hết bạn. Máy này thì bán trọn bộ dàn sới, bánh lòng, bánh bơi là 160. Đó. Cái này có thương lượng không anh? Không, 160 bán. 160 ha. 160 bán. Không có thương lượng. Anh em cần thì alo các bạn. Đó. Qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề. Còn anh em có nhu cầu bán thì bán cái gì đó thì liên lạc qua kênh của mình. Một số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Nếu anh em muốn mua cái máy này thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề ha. Mình giao trước cho nó dễ. Còn anh em mà muốn bán cái gì đó, muốn liên lạc qua kênh của mình, một số điện thoại là 0352 915 395 các bạn. Đó. Chứ mà để mình không nhắc rồi anh em cứ liên lạc qua mình thì mình không mấy đâu, tại vì nhiều người quá. Bán của ai thì mình sẽ để lên số điện thoại của người đó ha. Muốn mua máy này thì mình sẽ để lên số điện thoại chủ máy trực tiếp. Đây là cái máy của người dân dùng thì mình cái này là người mua với người bán trực tiếp với nhau, không có là qua bên cái người mà cò bạn.
Đó. Rồi ok. Đó. Máy là còn ok hết trơn á, anh em mua về là sử dụng. À, giá bán là 160. Rồi chạy vô luôn đi. Vậy được rồi. À, tháng bọng đồ bao hết trơn ha. Nãy giờ chưa có gì hết trơn phải không? Chưa có tháo cái gì bất kỳ cái gì hết trơn phải không? À, tháng bên nào là ăn bên đó. À, quá ăn ha. 160 triệu. Anh em cần thì alo hết bạn. Đó. Giá bán 150 triệu mà chọn bộ như thế này thì rất là dễ xài. 160 triệu mà chọn bộ như thế này thì máy rất là dễ xài ha. Anh em lựa chọn là sẽ không có cái máy để mua được ha. Đó. À, anh em muốn mua thì mình xin nhắc lại ha. Anh em muốn mua thì liên lạc với số điện thoại nằm ở trên tiêu đề á, để gặp ngay chủ máy là mình ở đây á. Mình ăn cái phí một cái máy không có bao nhiêu tiền trơn. Các bạn mua cái máy này không có tốn qua tiền cò, có nghĩa là rất là dễ mua. Còn nếu mà cái đây là người bán và người mua gặp trực tiếp với nhau ha. Còn nếu mà mình làm cò đó thì mình sẽ ăn cái máy này rất là cao, mình sẽ kê lên cái phí trong cái máy này. Do đó nên anh em mua cái máy, những cái món đồ trên kênh của mình sẽ không ít nhất cái tiền phí ít nhất để cho anh em mua đó, là cái lý do như vậy đó. Đây là cái này là mình đến tay mình thì mình giống như là mình giới thiệu cho anh em mua bán gặp trực tiếp nhau thôi đó. Rồi bây giờ mình qua bên kia mình mua cái, mình quay thêm cái dàn sớ. Giờ qua bên này quay cái thêm cái dàn sớ ha. Dàn sớ này mét mấy bông anh? Mét 85 bông. À, dàn sớ 1m85 bông các bạn. Đây, cái này anh em mua về là xài ha. Găng này mình thấy còn dài lắm đó, găng dày lắm. 1m85 bông. Sới còn rất là đẹp các bạn. Đó, cái bánh bơ của nó luôn vậy anh. Nè, đây là cái bánh bánh bơ của máy luôn các bạn. Này một cặp, mà ở đây có một cái, ở đâu một cái nữa. Rồi nó một cái nữa. Rồi sới bánh lòng bánh bơ. Là 160 triệu. Đó một cái, giờ bên đây một cái nữa bạn. Đó một cái, giờ bên đây một cái. Đây. Cặp này của nó là cặp hồi trước. Cặp này con cặp này ha. Ai mà làm cái kiểu gì mà thấy nó ấy quá, không bắt đắt nhiều đâu. Yeah. Chạy em à. Cái này mấy gai ta? Bánh bơ này mấy gai? Cái này nó 3 tấc hả? 3 tấc. Cái bánh bơ này 3 tấc các bạn. Là 9 gai. Rồi anh em cần thì alo các bạn. À, video của mình cũng đã dài các bạn, mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin nhắc lại là cái máy bán trọn bộ gồm dàn sới, bánh lòng, bánh bơ là giá 160 triệu. Anh em cần thì liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề. Còn anh em có nhu cầu bán cái gì đó muốn liên lạc qua kênh của mình, một số điện thoại là 0352 915 395 các bạn, cho nó dễ đó. Cái này là các bạn liên lạc qua số điện thoại nằm ở trên tiêu đề đó, là gặp ngay chủ máy đó. Mình mua với mình bán trao đổi nhau trực tiếp đó. Mình không có làm cò, do đó nên là anh em mua máy này không có tốn phí bên đó. Do đó nên là cái máy là nó bao nhiêu là bán bao nhiêu. Sới này bao xài luôn ha. Rồi.